Hello, như thường lệ những các bạn đang lần đầu coi kênh của chị Nhi. Chào mừng em đến với Nhi Lê Team, Nhi Lê YouTube channel, Nhi Lê, cộng đồng Nhi Lê. Tất cả những cái gì liên quan đến Nhi Lê. Chúng ta bắt đầu câu hỏi của ngày hôm nay. Câu đầu tiên, chị ơi em muốn thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 24 giờ khi quan hệ không an toàn. Có hiệu quả không chị? Em phải đi hỏi bác sĩ chứ sao em hỏi chị. Hiệu quả hay không em hỏi bác sĩ trước khi mua. Lúc em mua thuốc em làm gì? Đeo khẩu trang bịt kín mít à? Xấu hổ à? Em nghĩ mà bác sĩ và quan tâm mặt em là ai là bà không rảnh đâu. Cơ thể của em không trân trọng. Ngày nào em cũng muốn thuốc tránh thai khẩn cấp. Em để cho đàn ông nó chà đạp cơ thể của em. Muốn làm gì đó là làm. Muốn xuất tinh vô xuất tinh. Em không khác gì cả thùng rác hết á. Ok, chị nói thẳng vô trong mặt em luôn. Hãy học cách yêu thương bản thân của mình. Đừng cứ để cho đàn ông đối xử cơ thể của mình, cái lờ của mình như cái thùng rác vậy em. Thằng nào muốn nhát vô nhát, thằng nào muốn xuất tinh vô là xuất tinh hả? Rồi sau này em không có con rồi sao? Em yếu đuối, em bệnh, em nhập viện, ai là người lo cho em? Tại sao tụi mày có lớn mà không có khôn vậy? Ba má tụi mày nuôi cho tụi mày đến chừng này tuổi rồi mà còn không nhắc bản thân mình mỗi ngày là mình đáng sống hả em? Tụi em biết trong bất cứ một cái thuốc tránh thai nào nó có bao nhiêu cái thứ để hại cái cơ thể của em hay không? Tại sao cứ để cho mấy thằng này nó dẫm đạp lên người tụi mày, nó chơi trần trụi tụi mày, nó kiểu như tụi mày không có hề coi cơ thể của tụi mày là quý báu gì hết vậy. Và em nghĩ nha, em nghĩ trong đầu em nhận nè, một người con trai dễ dãi như vậy, chính em còn không muốn cưới, vậy tại sao em lại biến mình trở thành một người con gái dễ dãi như vậy? Động lực bắt nguồn từ đâu vậy chị? Ngoài tập thể dục chị còn cách nào lấy lại động lực nữa hay không? Động lực bắt đầu từ nghèo đói đó em. Tụi mày cứ hỏi những cái câu na ná chung chung như chị hỏi em nè. Một đứa mà cơm bưng nước rót, chị không có nói là tụi nó không thành công được. Chị sẽ nói với em nghe. Một đứa mà cơm bưng nước rót, bây giờ một ngày 24 tiếng nó có cần nghĩ tới sáng nay nó phải ăn sáng cái gì, trưa nó ăn cái gì, tối nó ăn cái gì hay không? Không. Rồi nó có cần phải nghĩ tới ngày mai mình phải đi mua cái quần nào, áo nào, tiền đâu mình mua, kiếm đâu ra tiền để mua. Tụi nó có cần phải nghĩ đến chuyện ô giờ mình muốn học trường quốc tế này, mình muốn đi nước này du lịch, nước kia du lịch. Tụi nó có phải nghĩ về cái chuyện chi phí đó không? Không. Tại vì nó có sẵn, ba má nó cho, ba má nó có để sẵn lên bàn. Vậy 24 tiếng còn lại nó có thời gian để nghĩ đến những cái chuyện khác bự hơn. Ví dụ nếu đang học bác sĩ thì so với một cái đứa mà cũng đi học bác sĩ như nó nha, sáng tới phải nghĩ sáng nay mình ăn sáng cái gì, tại vì nhà nghèo là con trưởng trong một gia đình, ba má chết hết, bây giờ phải nuôi bầy em, nửa đêm phải đi bưng gạch, đi làm xe ôm, sáng sớm tới có được mấy chục ngàn, bây giờ mấy chục ngàn đó làm cái gì? Đi mua đồ ăn cho em, đi mua đồ ăn cho nó rồi mới tới trường. Em so sánh hai đứa nha, thì cái thằng này nó không có thời gian để nghĩ đến chuyện học, con này được ngủ nguyên một đêm rồi xong, sáng sớm tới lên trường đi học cũng y như vậy. Con này nó đã có đồ ăn hầu hạ, thằng này nó chỉ lấy cái đồ ăn thừa cả hồi sáng sớm để ăn tiếp và uống nước lọc ở trường. Và nó phải nghĩ đến chuyện là trưa nay em nè ăn cái gì, có đồ ăn ở nhà chưa, nó phải chuẩn bị từ sáng sớm, được chưa? Và tối đến nó cũng y như cái lập trình như vậy. Thì em nghĩ cái con bên này nó còn có thời gian hẹn hò, thằng này đi học về xong một cái lại phải đi kiếm tiền, lại phải đi làm ăn, lại phải đi kiếm đồ để nuôi cho em út của mình, cho bản thân nó, để hoàn thành cái trường học để làm bác sĩ. Nghĩa là cái cuộc đời của em, động lực nó chỉ đến từ cái việc ngày nào em cũng khổ như vậy nè thì em sẽ có động lực. Những đứa trẻ bên này vẫn có người thành công nhưng rất ít. Chứ chị không nói là không có, chị Quỳnh bạn của chị cũng là người như vậy, nhưng mà chị cũng thành công vậy. Có những người thành công được dù là đủ đầy em, nhưng rất ít, họ phải bứt phá rất là nhiều. Còn những cái người bên này, một ngày họ chỉ phải nghĩ đến một chuyện duy nhất là đi kiếm miếng ăn, họ sẽ không có thời gian để nghĩ cho những cái khác. Đó chính là tại sao động lực của họ mạnh hơn em. Tụi em quá sung sướng cho nên tụi em không có động lực, ba má tụi em hầu hạ hết rồi. Đừng hỏi những câu ngu xuẩn nữa em. Đối diện với bản thân mình là mình lười biếng và mình không có cầu tiến và mình ăn hạ ấy lại, mình không có cái kiểu như là kiếm được ra cái động lực tại sao mà mình phải làm việc gì hay là nỗ lực cái gì và tại sao mình phải làm như vậy. Tụi em chưa bao giờ tưởng tượng là ngày mai ba má tụi em chết hết, ba má tụi em đem theo hết cái khối tài sản đó và tụi em bắt đầu từ tay trắng. Tụi em chưa bao giờ có những cái tư tưởng đó. Tại vì chị mà nói em như vậy là ơi chị trù ẻo, chị không có trù ẻo. Chị nói với em trên cuộc đời này nó luôn là vô thường, em không biết trước một cái điều gì hết. Nhưng không phải mình đem cái lo lắng đó để mà mình sống không có thanh thản. Nhưng một người sống mà có sự chuẩn bị, có sự sẵn sàng và cũng như có cái sự tập luyện để đối diện với thách thức thì em sẽ khác. Hôm nay chị qua gặp thầy chị xong, thầy chị có hỏi chị là tại sao mày lại quyết định đi cho hết cái kiến thức của mày miễn phí rồi đi giúp người lại hết. Tại vì thầy chị vẫn chưa hiểu được cái độ điên của chị. Thầy chị không thấy chấp nhận được là Tại vì chị trả tiền để học, đúng không? Thì chị có quyền làm bất cứ cái gì với cái kiến thức chị học cũng như cái thành tựu của chị. Nhưng mà không có một người thành công nào xung quanh chị expect, tức là họ nghĩ là một ai đó sẽ đủ điên rồ để làm cái điều đó. Tại vì khi em học quá nhiều khóa học và khi em bỏ quá nhiều tiền, em sẽ là cái người bắt đầu suy nghĩ ích kỷ. Tại vì em bỏ tiền ra em đầu tư vô em mà. Em có quyền chọn giữa cái chuyện là tại sao tôi phải chia sẻ với mấy người này. Và dần dần chị hiểu tại sao những cái người khác người ta không muốn chia sẻ với những người nghèo khác. Tại vì khi em chia sẻ một cái khối kiến thức đồ sộ và có thể transform, gọi là thay đổi cuộc đời của con người hoàn toàn, có thể làm từ một người nghèo khổ dưới đáy xã hội trở thành triệu phú được á, nó cũng là một cái vũ khí nếu em đưa cho một người khôn ngoan nhưng mà có cái tâm địa ác độc. Tại vì họ sẽ lợi dụng và họ sẽ làm cho người nghèo khổ hơn. Cái ngày mà chị biết cái điều đó, chị khóc 2 ngày liên tục, tại vì chị bị sốc á. Kiểu như khi mình học, mình lên một cái tầng mới, mình nghiệm ra cái kiến thức đó, cái mình mới hiểu được là tại sao họ không có thể đem cái kiến thức này đi phân phát thừa thải được. Tại vì nó phải đưa vô đúng người, phải đưa vô đúng tay thì nó mới có cái hiệu quả cho những người khác. Và chị chỉ nói với thầy chị một câu là chị rất là mừng là chị đã dụ được thầy của chị để giúp cho chị một vài cái video để dạy team của Nhi Lê và dạy cho các bạn ở trong nội bộ. Tại vì chị nói với thầy chị là con chỉ nghĩ rất là đơn giản là con chết, con không có đem cái não con theo được, con không có đem hết những cái trải nghiệm xương máu mười mấy năm qua con có, con cũng không đem được của cải của con cũng không đem được những cái thành công mà trên cái thế giới này nó gọi là thành công. Con không đem được hết cái đống bất động sản nhà con đi xuống dưới đó mồ mả với con cũng không đem con cái của con đi theo được. Ngay cả cái camera này con cũng không xuống dưới đó để làm vlog và quay cho tụi mày coi là vlog coi là chết dưới đó làm sao, để kể cho tụi mày nghe coi là chết lần sao luôn. Ngay tới đấy thì chị Nhi đang cảm động, tự nhiên bà này bà đang cảm động, bà chùn muối vô bà quỷ thứ làm ăn cơm phọt đó. Tao nói vui thôi chứ cái khúc đó tao không có nói cái thầy đâu, tao lòng vô cho hài tụi mày đó. Thì thầy chị mới giật mình và thầy chị nói là thầy đồng ý với con là thậm chí là thầy chết thì thầy cũng không đem được cái đó. Cái chị mới nói vậy thì tại sao thầy phải cố chấp? Tại vì thầy chị già rồi, 51 tuổi rồi em. Người ta cố chấp và bảo thủ cái tư duy hồi trước của họ, đó là bạn trả tiền thì bạn sẽ được học, bạn không trả tiền thì bạn sẽ không được học. Nhưng mà chị cảm hóa được thầy chị để chị nói là nếu như thầy tin con, thầy để cho con được dùng hết cái kinh nghiệm 30 mấy năm trong cuộc đời của thầy, những kiến thức của thầy, những cái thành tựu của thầy, và con hứa là con sẽ bảo vệ nó. Và thầy chị đã đồng ý giúp chị. Và chị nghĩ đó chính là cái quan trọng nhất trong đời một con người, đó chính là cái giá trị đạo đức, là cái mà em phải luôn gìn giữ để cho những cái người xung quanh của em họ muốn giúp em. Tại sao một ai đó có thể giao cho em tất cả mọi thứ? Tại sao sư phụ lại có đệ tử? Rồi tại sao đệ tử của họ lại phải rất là đặc biệt mới làm đệ tử được? Nó không có liên quan đến kiến thức đâu em, liên quan đến đạo đức em, ok? Bởi vì chị là một người sống rất là có đạo đức, và thầy chị ở bên này, thầy chị biết, thầy chị nhìn nhiều lứa học trò đi ra, thầy chị nhìn ta giàu, tao nhây mà ổng lắm, tao đi qua nhà ổng tao ghẹo biết rồi, tao kêu mày nuôi mấy con rùa làm cái quần què gì vậy trời ơi, mấy nuôi rùa rồi cái gì nữa, trời ơi nuôi cá ông rảnh hết. Nhưng mà thiệt thầy của chị rất là chán tới độ mà ông không có gì để làm nữa hết á. Tại vì em cứ tưởng tượng khi em có một cái portfolio hay còn gọi là một cái hồ sơ tất cả những cái bất động sản rồi chứng khoán, có nghĩa là ngày tháng nào nó cũng bơm tiền vô cho em để em sống từ giờ cho đến chết. Kiểu như em chán lắm, em không có làm một cái gì nữa ngoài cái chuyện nấu ăn ngày 3 bữa, xong ổng đi ra tự nhiên ông trồng ngũ hoa rồi mấy cái chuyện tào lao cái má, mà đi ra siêu thị mà mua mã đi. Nhưng mà tao cũng hiểu, cũng giống như tao vậy, tao rảnh háng quá, bây giờ tao làm YouTube làm gì đây, không có chuyện gì để làm hết. Cái mà chị đang muốn nhắn nhủ với tụi em là những cái mà chị nỗ lực phía sau lưng tụi em sẽ không thấy đâu, nhưng mà chị không có care. Cái ước nguyện của chị thì chị sẽ làm, cái ước mong của chị thì chị sẽ làm, mặc kệ người ta nói cái gì, dựng chuyện cái gì, sâu xé chị, người ta kéo chị xuống, chà đạp chị, người ta coi chị ngang hàng với họ, chị vẫn vững lòng. Tại vì chị có những người thầy cực kỳ vững chãi, họ cho chị biết trên đời này có 2 thứ, thế hệ trẻ là những người sẽ xây dựng tương lai, nhưng thế hệ đi trước là những người đã có kinh nghiệm với bao nhiêu cái crisis, bao nhiêu cái khủng hoảng kinh tế rồi. Cái điều họ biết, cái kiến thức họ có, kinh nghiệm mà họ vượt qua điều đó, cái đó vô giá, cái đó không có tiền nào trả được hết á. Khi chị liên kết lại được để chị có thể đi tìm được những cái con người vĩ đại như vậy, họ cũng sẵn sàng để mà giúp chị Nhi. Chị Nhi sẽ khóc vì mình thuyết phục được thầy của mình. Vì em biết thuyết phục một người không phải dễ đâu em, nhất là những người mà già mà bảo thủ không có dễ. Và một cái hay nữa là trong lúc chị thuyết phục đó có cả bạn thân của thầy chị, cũng có 2 ông khác nữa, cho nên là và mấy ổng cũng hứa là tao sẽ giúp mày 1-2 buổi rồi sau đó tao sẽ kiếm thêm bạn của tao đi giúp cho mày, tại vì mày lì quá. Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nghe. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Le Foundation nè, tham gia Nhi Le Team nè. Ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn. Rồi, thế thôi. Bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.